Anh em thân mến, dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Từ lúc thiếu niên cho đến khi về với cõi người hiền, Bác Hồ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời Bác cho đến giây phút cuối cùng thật là một cuộc đời đẹp đẽ, trong sáng, vì dân, vì nước, vì Đảng thân yêu. Trong những giây phút cuối cùng, đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước. Và có lẽ vì Bác luôn luôn lo lắng cho nhân dân, nên vào ngày Bác mất đã xảy ra một điều kỳ lạ khiến ai ai cũng xúc động. Vậy rốt cuộc khi Bác Hồ mất đã xảy ra điều kỳ lạ gì? Còn bí mật gì về ngày Bác mất mà đến nay báo chí vẫn giấu kín? Tất cả anh em hãy cùng Hồi Ức Thời Chiến đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Điều kỳ lạ đầu tiên là vào ngày Bác mất, trời mưa rất to. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1969, sức khỏe của Bác đã suy giảm, nhưng người vẫn lên xuống nhà sàn, làm việc và nghe báo cáo tình hình. Theo đề nghị của bác sĩ, ngày 18 tháng 8, Bác được chuyển xuống ở và làm việc tại ngôi nhà A67. Ngôi nhà này chỉ cách nhà sàn của Bác vài chục bước chân, tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe của người. Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, Bác yếu lắm, nhưng người đã quên nỗi mình đau để nhớ chung. Hết tỉnh lại là người hỏi, hôm nay miền Nam đánh thắng ở đâu? Ở Hà Nội đề vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Ôi, phải chỉ bánh xe lịch sử quay nhanh hơn để ta dâng lên Bác thắng lợi trọn vẹn sau cùng. Đến khi Bác ra đi, đất nước vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Có lẽ vì vậy mà Bác vẫn chưa thể yên tâm, nên đến khi Bác mất đã xảy ra một điều kỳ lạ. Mấy ngày sau đó, các y bác sĩ đã phát hiện thấy tim Bác có vấn đề, cần phải giữ gìn thận trọng. Thế rồi đã đến thời điểm Bác Hồ phải nằm yên một chỗ. Tối ngày 30 tháng 8 năm 69, Bác lại phải trải qua một cơn đau và sau đó đi vào hôn mê sâu. Những biện pháp tốt nhất được các bác sĩ sử dụng để cấp cứu cho Bác. Rồi Bác dần dần tỉnh lại. Thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng cạnh, Bác hỏi, các chú chuẩn bị lễ quốc khánh đến đâu rồi? Nghe đồng chí Phạm Văn Đồng báo cáo, Bác dặn dò, các chú phải tổ chức lễ quốc khánh thật long trọng để cho nhân dân vui, phải nhớ bắn pháo hoa mừng chiến thắng để cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân. Bác còn muốn ra dự lễ để gặp đồng bào dù chỉ 5-10 phút. Mọi khi Bác chỉ ăn một thìa cơm, nhưng tối đó Bác nhắc xới thêm thìa nữa để ăn cho chóng khỏe, còn ra dự lễ quốc khánh. Rõ ràng trong những giây phút cuối cùng, đứng giữa ranh giới giữa mong manh của sự sống và cái chết, Bác vẫn luôn nghĩ cho đồng bào, cho đất nước, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Nhưng cho dù muôn người có mong mỏi, cho dù cả bác sĩ đã tận tình và bản thân người đã cố gắng, nhưng Bác không thoát khỏi quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong. 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9, Bác phải trải qua một cơn đau nặng làm cho Bác phải quặn nghiêng người và cứ thế lịm dần. Và 9 giờ 15, trái tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao tim người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt. Thôi, các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi. Bác đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt chúng ta. 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 69, từ nơi ở của Bác truyền đến cho nhân dân và nhân loại nỗi đau, để cho đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Khi đài phát thanh vừa đưa tin, trời đổ mưa tầm tã, mưa xối xả, tiếng mưa càng xé tan lòng người, thậm chí mưa suốt một tuần lễ sau đó. Vòm trời Ba Đình như chịu nặng một nỗi buồn, những giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy mãi như không bao giờ hết trong niềm tiếc thương vô hạn. Vậy là mong ước cháy lòng của người là được ra gặp đồng bào trong lễ quốc khánh. Không thực hiện được, bởi người ra đi đúng vào ngày người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Lễ đài năm ấy và mãi về sau không còn xuất hiện hình bóng quen thuộc của người. Thứ hai, điều kỳ lạ về việc Bác viết di chúc. Di chúc của Bác Hồ được viết từ tháng 5 năm 65 đến tháng 5 năm 69. Vào những năm cuối thế kỷ 20, thế giới đã thay đổi ghê gớm. Không ai ngờ được, chỉ một thời gian ngắn ngủi của năm 89 đến năm 90 của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu bị xóa sổ. Chúng ta cũng không ngờ là sau chiến thắng lừng lẫy mùa xuân năm 75, đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, lật nhào chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, đất nước ta thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, dân tộc ta lại phải tiếp tục đương đầu với chiến tranh phía Tây Nam và phía Bắc. Rồi nghiêm trọng hơn là đất nước chìm ngập trong nghèo đói và bị cô lập. Và thật khó tưởng tượng nổi trong cơn bi kịch ấy của khủng hoảng, Đảng ta lại trụ vững,
sắp tới lãnh đạo nhân dân cả nước, vượt qua một cách ngoạn mục, bắt đầu từ đường lối đổi mới và mở cửa từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 86 và đang ngày càng vững bước đi lên. Nhìn lại mới thấy thiên tài của Bác, mới thấy bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá của nhân dân ta. Ngoài bản in di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 5 năm 69 được công bố ở lễ tang của người, chúng ta may mắn có 3 bản bổ sung vào di chúc của Bác. Hàng chục triệu đồng bào Việt Nam và nhân dân thế giới đã tuôn trào nước mắt, xót xa, thương tiếc, bừng bừng khí thế và kính phục con người vĩ đại Hồ Chí Minh khi nghe đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt cho Đảng, Chính phủ đọc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tang lễ của người với giọng nghẹn ngào, đau đớn và hào sảng. Sau 40 năm, bây giờ đọc lại, chiêm nghiệm và nghiền ngẫm, suy nghĩ trên từng con chữ, nét chữ Bác viết ra ở cả 3 bản thảo bổ sung từ năm 65 đến năm 69 và di chúc được công bố càng làm ta kinh ngạc và thán phục. Thường lúc chuẩn bị về trời, tâm lý bình thường của con người được thể hiện qua di chúc là nghĩ và viết về quá khứ, về cuộc đời đã trải qua với những sự việc và sự kiện có thể là lớn hay nhỏ. Đặc biệt là phải quan tâm đến sự việc quan trọng nhất của đời mình đang xảy ra ở thời điểm viết di chúc. Như chúng ta đã biết, cuộc đời Bác tất cả là chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc, tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Bất chấp mọi hy sinh gian khổ, mọi tù đầy chém giết của thực dân đế quốc, Bác đã vượt qua, kể cả những khó khăn gian khổ không phải do kẻ địch gây ra. Bác đã âm thầm chịu đựng và vượt qua tất cả, đã chiến thắng. Nhưng một trong những việc quan trọng nhất của cuộc đời và sự nghiệp của người là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lại chưa hoàn thành. Đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, gay go nhất trước khi bước vào giai đoạn quyết định, giành thắng lợi hoàn toàn và cũng là hoàn tất sự nghiệp vẻ vang của một đời người, của Bác. Ấy vậy mà di chúc của Bác, ngược lại, Bác chỉ nói đến tương lai và nhất là những việc của tương lai cần phải làm. Phải thấy rằng hoàn cảnh lịch sử của thế giới và cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 65 đến năm 69 là cực kỳ phức tạp. Bác biết hết, nỗi lo dân nước, nỗi năm châu, nhưng Bác đã không đề cập đến nhiều. Dù cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân ta đang ở giai đoạn cuối với vô vàn gian khổ và khốc liệt, đế quốc Mỹ đang dốc toàn lực cho canh bạc cuối cùng với tất cả sức mạnh quân sự, sự tàn bạo và xảo quyệt của tên đế quốc giàu có và tàn bạo. Nước ta bị o ép trăm bề bởi các lực lượng quốc tế và các nước lớn. Ngày 5 tháng 8 năm 64, đế quốc Mỹ vừa mới dùng không quân và hải quân hùng hổ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Cả nước ta là một bãi chiến trường ngút trời bom đạn Mỹ. Cùng ngày trong năm 65 này, Bác vừa mới khẳng định lúc này chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước. Ấy vậy mà Bác thanh thản lạ. Trong cả 3 bản di chúc, tần số xuất hiện của chữ Mỹ là 10 lần, trong đó chỉ có 2 lần chữ Mỹ là danh từ ở thành phần chính của câu, còn 8 lần là trạng từ và tính từ. Bác không bàn nhiều đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, coi như việc chiến thắng giặc Mỹ là điều hiển nhiên, là việc tất nhiên. Bác chỉ viết một câu vừa dự báo, vừa khẳng định, cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa, đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người, nhưng nhất định thắng lợi. Bản di chúc ngày 15 tháng 5 năm 65. Như vậy là Bác đã dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ sẽ phải và chỉ kéo dài mấy năm nữa. Thực tế chiến tranh có ác liệt đến vô cùng thì cũng chỉ kéo dài mấy năm, từ năm 65 đến năm 73 như Bác đã dự báo, chứ không phải kéo dài đến vô tận. Không xác định được thời gian, điều dự báo của Bác lần nữa có tính khẳng định như đã từng xảy ra trong lịch sử. Năm 1941, Bác đã từng dự báo Việt Nam độc lập năm 1945. Nhưng năm 1960, trong lễ mừng kỷ niệm 15 năm thành lập nước, Bác nói 15 năm nữa, năm 1975, nước ta thống nhất như năm 67, Bác tiên đoán. Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua, nói mới chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Bản di chúc đọc ở lễ tang Bác là văn kiện còn để đối ngoại. Cả thế giới, có cả kẻ thù nghe, biết, nên mọi chiến lược, chiến thuật cụ thể không thể công khai. Nên có ý chưa thể đọc lúc đó là điều dễ hiểu. Nhưng tư tưởng thoát ra ở các bản thảo cho thấy tầm nhìn chiến lược của cách mạng Việt Nam được Bác vạch ra thật cách mạng, cụ thể và kỳ lạ. Tư tưởng quan trọng nhất, chủ đạo nhất thể hiện trong di chúc lại là vấn đề trước hết nói về Đảng. Bởi Bác biết sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành độc lập tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân
chỉ có đảng lãnh đạo mới thực hiện được. Cách mạng tháng 8 năm 45, cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ đang trên đà thắng lợi hoàn toàn, cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Tất cả đều do đảng lãnh đạo. Và với Bác, đảng là dân tộc là đảng. Như trong đại hội lần thứ hai của đảng năm 51, đổi tên đảng là Đảng Lao động Việt Nam. Bác đã nói, với tôi chỉ có một đảng là đảng của dân tộc, của những người lao động Việt Nam. Vì vậy mà ngay ở bản di chúc thứ hai, ngày 15 tháng 5 năm 1968, Bác đã nêu rõ tầm quan trọng và cấp bách là trước hết nói về đảng. Sau nhiều đánh giá ca ngợi đảng, Bác đã chỉ ra vấn đề Bác quan tâm đầu tiên là vấn đề đoàn kết. Từ đó Bác nêu lên nhiệm vụ của đảng là thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh, tự phê bình và phê bình, là để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng, nhưng là phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau. Và vấn đề đảng ta là một đảng cầm quyền, là nhiệm vụ mọi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Ngay từ lúc đó, ngay từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong không khí hào hùng của cách mạng và chói lọi vinh quang, với khả năng dự báo thiên tài, Bác đã nhìn thấy những vấn đề sẽ xảy ra đối với đảng. Đó là những vấn đề mất dân chủ, vấn đề mất đoàn kết, là vấn đề của đảng cầm quyền, là đạo đức cách mạng, vấn đề trong sạch của đảng và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Đây là những vấn đề sau 40 năm vẫn đang đặt ra hết sức nhức nhối và cấp bách của đảng. Những nguy cơ mà hiện nay đảng ta đang phải đối mặt là những vấn đề cột lõi và quan trọng nhất về sự tồn vong của đảng ta trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Cho nên những vấn đề Bác nêu trong các bản di chúc vẫn là cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết. Và điều lạ nữa là Bác, một người suốt đời hy sinh, tận tụy vì dân, vì nước, vì dân tộc Việt Nam, nhưng cũng vì hạnh phúc của nhân dân thế giới. Nhưng di chúc của Bác không nói nhiều và cụ thể đến xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Trong toàn bộ di chúc và các bản bổ sung, cụm từ xã hội chủ nghĩa chỉ được Bác viết một lần khi nói về thanh niên. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế, xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Từ cộng sản được Bác viết một lần trong phần về phong trào cộng sản thế giới, nhưng là để nói đến sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Như vậy, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản cũng là điều tất yếu như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhất định thắng lợi, như Bác đã dự báo. Sau vấn đề nói về đảng, toàn bộ di chúc của Bác Hồ là tập trung nói về Tổ quốc và nhân dân. Điều mong ước cuối cùng của Bác là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh. Đó không chỉ là mong ước của Bác mà cũng là dự báo của Bác, như nhiều dự báo của nhà dự báo thiên tài Hồ Chí Minh đã thành hiện thực. Chỉ có Bác Hồ, một vĩ nhân mới có thể bình tĩnh, sáng suốt để nhìn ra những vấn đề như vậy lúc sắp lâm chung và thể hiện một cách độc đáo và kỳ lạ ở di chúc của người. Điều kỳ lạ thứ ba, ngày Bác mất trùng ngày vui dân tộc. Sự thật là Chủ tịch Hồ Chí Minh mất ngày 2 tháng 9 năm 1969. Nhưng do trùng ngày Quốc khánh, ngày vui của dân tộc, nên Bộ Chính trị lúc bấy giờ thông báo là ngày 3 tháng 9. Hơn nữa, khi đó Bộ Chính trị cần thời gian để chuẩn bị cho quốc tang của Bác, để công bố với nhân dân và công bố cho toàn thể thế giới biết. Hai nữa là để cho chính phủ của ta triệu hội những đại sứ Việt Nam ở mọi nơi về chịu tang Bác. Thứ ba là có thời gian để đợi chiến sĩ đồng bào miền Nam băng rừng vượt núi, vượt mọi hiểm nguy từ chiến trường về Hà Nội để viếng Bác. Cho nên đến đúng ngày 6 tháng 9 mới bắt đầu lễ viếng, cả ngày lẫn đêm dòng người không bao giờ dứt, đẫm nước mắt trên từng mọi lứa tuổi. Và vì khi đó, chiến tranh kháng chiến chống Mỹ còn ác liệt, tình hình kinh tế chính trị chưa ổn định, nên chính phủ ta phải đợi mãi đến 20 năm sau, toàn văn di chúc và ngày mất của Bác mới được công bố. Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, di chúc của Bác đã được công bố. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ nên có một số điều chưa được công bố. Dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất và chuẩn bị 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 thấy trách nhiệm phải thông báo về ngày mất và di chúc của người. Thông tin được công bố trong thông báo của Bộ Chính trị số 151 ngày 19 tháng 8 năm 89. Di chúc công bố được chỉnh sửa. Năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay đánh máy bản di chúc gồm 3 trang ở cuối đề ngày 15 tháng 5 năm 65. Đây là bản di chúc hoàn chỉnh, có chữ ký của Bác và góc trái có chữ ký của người chứng kiến là Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng lúc bấy giờ. Năm 1968, Bác viết tay bổ sung thêm 6 trang.
Trong đó Hồ Chủ tịch viết lại đoạn mở đầu, đoạn nói về việc riêng đã viết trong bản 1965 và thêm một số đoạn. Đó là những đoạn nói về công việc cần làm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như chỉnh đốn lại đảng, chăm sóc đời sống của các tầng lớp nhân dân, miễn thuế một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng lại thành phố, làng mạc, khôi phục phát triển kinh tế văn hóa, củng cố quốc phòng, chuẩn bị thống nhất đất nước. Đoạn viết về chỉnh đốn lại đảng và chăm sóc thương binh, bác gạch chéo. Đoạn nói về xây dựng lại đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, chuẩn bị thống nhất đất nước được gạch dòng bên trái ngoài lề. Ngày 10 tháng 5 năm 69, bác viết lại toàn bộ đoạn mở đầu di chúc gồm một trang viết tay. Hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 chiều ngày 3 tháng 9 năm 69 đã giao Bộ Chính trị trách nhiệm công bố di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản công bố chính thức chủ yếu dựa vào bản năm 1965, trong đó một số đoạn được bổ sung hoặc thay thế bằng những đoạn tương ứng viết năm 68 và 69. Cụ thể cơ cấu của bản di chúc đã công bố chính thức như sau. Đoạn mở đầu lấy nguyên văn bản năm 1969 thay cho đoạn mở đầu bản năm 65. Bút tích của bác về đoạn này đã được chụp lại và công bố đầy đủ năm 1969. Phần giữa, từ đoạn nói về đảng đến hết đoạn nói về phong trào cộng sản thế giới, giữ nguyên văn bản năm 65. Đoạn viết về việc riêng năm 65, người dặn dò việc hỏa táng, để lại một phần cho xương cho miền Nam. Năm 68, bác viết lại đoạn này, dặn để cho vào 3 hộp xanh, cho Bắc Trung Nam, mỗi miền một hộp. Ngoài ra, bác còn viết bổ sung một đoạn, nói về cuộc đời bản thân. Suốt đời tôi hết lòng, hết sức, phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận. Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Bản di chúc đã công bố, lấy nguyên văn lời bác, viết về việc riêng năm 68, trừ đoạn nói về hỏa táng. Bản di chúc công bố có một câu sửa lại. Bản năm 65 bác viết, cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa. Bản công bố chính thức sửa lại là, cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, bản di chúc đã công bố, đảm bảo trung thành với bản gốc. Việc chọn bản năm 1965 để công bố là đúng đắn, vì đây là bản duy nhất được viết hoàn chỉnh, có chữ ký của bác. Bên cạnh có chữ ký chứng kiến của bí thư thứ nhất là ông Lê Duẩn. Lấy đoạn mở đầu năm 69 thay cho đoạn mở đầu năm 65, theo Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng là hợp lý vì bác đã qua đời năm 69 và nội dung bản viết năm 69 cũng phong phú hơn. Đoạn viết về việc riêng bổ sung phần năm 68 vào bản năm 65 là rất cần thiết nhằm phản ánh cuộc đời đẹp đẽ, trong sáng, vì dân vì nước của bác. Sở dĩ trước đây chưa công bố đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về yêu cầu hỏa táng là thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của bác để sau này đồng bào cả nước, nhất là đồng bào miền Nam, bạn bè quốc tế có điều kiện tới thăm viếng, thể hiện tình cảm sâu đậm với bác. Điều này đã xin phép bác nên được làm khác với lời bác dặn. Bản thông báo năm 89 nêu rõ, việc chưa công bố một số đoạn viết thêm năm 68 về những việc cần làm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 giải thích. Năm 69 khi bác qua đời, cuộc kháng chiến còn gay gò ác liệt, Việt Nam chưa giành được thắng lợi cuối cùng nên việc công bố lúc bấy giờ là chưa thích hợp. Mặt khác, một số câu bác viết rồi lại xóa như đang cân nhắc, chưa xong hẳn, chưa nói rõ ý như thế nào. Khi bác mất, cuộc chiến còn khó khăn và ác liệt. Vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định sửa mấy chữ trong câu cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa thành cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Việc miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã chưa có điều kiện thực hiện. Năm 89, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam còn nhiều khó khăn. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 thấy cần có kế hoạch thực hiện mong muốn của Hồ Chủ tịch nên đã giao Hội đồng Bộ trưởng trình Quốc hội thực hiện. Đến nay tuy bác đã đi xa, nhưng người còn để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Khi còn sinh thời, bác luôn tâm niệm rằng trên đất nước này, nếu nước nhà chưa được thống nhất thì người còn cảm thấy đau đớn, khôn nguôi. Nếu có một người Việt Nam còn đói, còn rét, rốt, bệnh tật thì Hồ Chí Minh cho rằng mình chưa hoàn thành trách nhiệm, còn có lỗi với đồng chí, đồng bào. Người đau nỗi đau chia cắt đất nước, vui buồn cùng với nhân dân. Trong trái tim mênh mông của bác, ai là người Việt Nam đều có phần trong đó cả. Anh em thân mến, chúng ta, thế hệ thanh niên được sinh ra và trưởng thành trong bối cảnh đất nước được hòa bình, phát triển, soi mình vào cuộc đời
vào tình yêu thương bao la của Bác, chúng ta mới thấy sự cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước của bản thân còn quá nhỏ bé. Bác Hồ đã từng nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Thế hệ thanh niên trong thời đại Hồ Chí Minh đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới, dậy tương lai. Thì thế hệ trẻ chúng ta hôm nay phải luôn tu dưỡng và rèn luyện đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại, biết biến nhận thức thành hành động để trở thành những người lính đi đầu trong thời đại mới. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ quan trọng của mỗi đoàn viên, thanh niên chúng ta. Hãy tự nguyện dâng hiến sức trẻ của mình cho cuộc đời, cho Tổ quốc, để trở thành những mùa xuân nhỏ nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hội Ước Thời Chiến xin được cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mấy anh em xem thêm những video hay nhất của Hội Ước Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.